Kim Hoa xin kính chào quý khán thính giả của Đại Kỳ Nguyên. Trong chương trình tin chuyên đề ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với bài bình luận có tiêu đề 4 điểm bất thường trong bài phát biểu mừng quốc khánh của ông Tập Những điều bất thường trong bài phát biểu của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu trên cùng với nhiều điều bất thường khác trong hai tháng qua liên quan đến chính quyền, quân đội cho thấy bên trong Trung Nam Hải rõ ràng đã xảy ra một số sự việc không được công chúng biết đến vào tối ngày 30 tháng 9, buổi yến tiệc nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được tổ chức. Trong đó, lãnh đạo Tập Cận Bình đã phát biểu. Do trong 3 năm qua, từ 2020 đến 2022, bài phát biểu chính trong buổi yến tiệc tương tự đều do Thủ tướng Lý Khắc Cường đọc. Người đã qua đời một cách không rõ ràng nên đã có nhiều so sánh với bài phát biểu của ông Tập trong các buổi tiếp đãi vào năm 2023 và 2019. Qua sự so sánh, chuyên gia các vấn đề thời sự gốc khoa Chu Hiểu Huy đã nhận thấy bốn điểm bất thường trong bài phát biểu của ông Tập năm nay, cụ thể như sau. Thứ nhất, năm nay ngay từ đầu bài phát biểu, ông Tập đã đề cập đến những lãnh đạo thế hệ cũ có công lao xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này đi ngược lại với ý định của lãnh đạo Đảng trong những năm qua, khi ông cố gắng làm mờ đi hình ảnh của các lãnh đạo trước đó và nhấn mạnh vào một người nếu xem xét sự xuất hiện của các cựu ủy viên thường vụ bộ chính trị như lý thụy hoàn ôn gia bảo gia khánh lâm trương đức giang du chính thanh lật chiến thư uông dương lý lam thanh tăng khánh hồng ngô quang chính lý trường xuân hạ quốc cường lưu vân sơn vương kỳ sơn trương cao lệ theo các báo cáo của truyền thông điều này càng trở nên không bình thường cần biết rằng ngoài việc buổi tiếp đãi năm 2019 có nhiều cựu ủy viên thường vụ bộ chính trị và các quan chức đã nghỉ hưu tham dự. Trong những năm khác, họ không thấy xuất hiện hoặc chỉ được gọi là các đồng chí đã rời khỏi chức vụ lãnh đạo. Nếu nói rằng trong 3 năm đại dịch, họ lo ngại về việc xuất hiện nơi công cộng là điều có thể hiểu được thì đến năm 2023 khi đại dịch ít nhất không còn được chú ý như trước, lý do gì khiến họ vẫn vắng mặt và việc xuất hiện năm nay có thông điệp gì cho bên ngoài? Phải chăng các đồng chí lão thành lại bắt đầu can thiệp vào chính trị? Ngoài ra, từ video của truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, có thể thấy ông Tập Cận Bình ngồi giữa hai bên là Ôn Gia Bảo và Lý Thụy Hoàn. Điều này rất hiếm trong 6 năm qua và cũng khác với cách sắp xếp chỗ ngồi năm 2019. Có câu chuyện gì đằng sau điều này? Thứ hai, khi ông Tập Cận Bình đề cập đến việc kiên định với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông nói rằng cần kiên quyết bảo vệ quyền uy của Trung ương Đảng và lãnh đạo tập trung thống nhất. Điều này chưa từng thấy trong các bài phát biểu của ông trong 6 năm qua. Cách diễn đạt tương tự của ông Tập cũng đã xuất hiện tại hội nghị toàn diện thúc đẩy bảo vệ sinh thái và phát triển chất lượng cao lưu vực sông Hoàng Hà mà ông chủ trì vào ngày 12 tháng 9 tại Lan Châu. Ông nhấn mạnh rằng cần nghiêm túc thực hiện tinh thần của Đại hội 20 và hội nghị Trung ương 3 khóa 20 và cuối cùng nói rằng dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương Đảng, nhóm lãnh đạo phát triển phối hợp khu vực Trung ương cần tăng cường tổ chức, phối hợp và giám sát. Các địa phương và các bộ phận cần nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo và các biện pháp quan trọng về công việc kinh tế của Trung ương Đảng. Hơn nữa vào ngày 29 tháng 8 trong cuộc họp thứ 6 của Ủy ban Trung ương về cải cách toàn diện do ông Tập Cận Bình chủ trì, ông cũng nhấn mạnh rằng cần kiên định với sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng đối với cải cách, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo xin phép. Vào ngày 31 tháng 7, trong buổi học tập tập thể lần thứ 16 của Bộ Chính trị do ông Tập chủ trì, ông nhấn mạnh rằng công tác phòng thủ biên giới, biển và không gian liên quan đến nhiều bộ phận và nhiều cấp độ, cần tăng cường lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương Đảng. So với các bài phát biểu trong các hội nghị tương tự kể từ Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cách diễn đạt, lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng của ông Tập Cận Bình đã tăng lên đáng kể sau hội nghị Trung ương 3 khóa 20. Điều này rõ ràng là không bình thường. Thứ ba, về phát biểu liên quan đến quyền tự trị của Hồng Kông và Macau đã có sự khác biệt. Năm nay, ông Tập Cận Bình phát biểu rằng chúng ta sẽ toàn diện chính xác kiên quyết thực hiện chính sách một quốc gia hai chế độ, người Hồng Kông tự trị Hồng Kông, người Ma Cao tự trị Ma Cao với mức độ tự trị cao. Trong khi đó, vào năm 2019, ông đã thêm vào thực hiện nghiêm túc theo hiến pháp và luật cơ bản. Năm 2023, phát biểu của ông lại là thực hiện nguyên tắc người yêu nước quản lý Hồng Kông, người yêu nước quản lý Ma Cao trong bối cảnh Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến Hồng Kông rơi vào khủng hoảng. Người dân Hồng Kông phải chạy trốn, vốn đầu tư nước ngoài rút lui và Hồng Kông không còn là viên ngọc sáng của châu Á. Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắc lại, người Hồng Kông tự trị Hồng Kông, người Ma Cao tự trị Ma Cao, mà không đề cập đến việc Đảng công nhận người yêu nước quản lý Hồng Kông và Ma Phải chăng là để tiếp tục lừa dối các nhà đầu tư nước ngoài? Hay đây là kết quả của cuộc đấu tranh quyền lực trong nội bộ Đảng? Thứ tư, việc không đề cập đến vành đai và con đường là một điều bất thường. Trong bài phát biểu năm 2023, ông Tập Cận Bình nói rằng phải thúc đẩy mở cửa ở mức độ cao, tiếp tục toàn diện sâu sắc cải cách, thúc đẩy phát triển chất lượng cao của vành đai và con đường. Tuy nhiên trong bài phát biểu năm nay, ông không còn nhắc đến vành đai và con đường. Sáng kiến vành đai và con đường được ông Tập công bố vào năm 2013 và Bắc Kinh đã chi rất nhiều tiền cho dự án này. Tuy nhiên sau 10 năm, sáng kiến này đã bị nghi ngờ do tham nhũng, nợ nần, lãi suất cao và bóc lột lao động. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc suy giảm, ngày càng nhiều người dân Trung Quốc rơi vào cảnh khốn khó. Họ rất tức giận khi chính quyền tiêu tốn tiền ra nước ngoài mà không cứu giúp người dân trong nước. Giờ đây, việc ông Tập không đề cập đến vành đai và con đường mà chỉ nói rằng cần tiếp tục toàn diện sâu sắc cải cách, mở rộng mở cửa liệu có phải là sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay là để tránh gây phẫn nộ trong dân chúng mà cố tình không đề cập đến. Những điều bất thường trong bài phát biểu của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu trên cùng với nhiều điều bất thường khác trong hai tháng qua liên quan đến chính quyền, quân đội, cho thấy bên trong Trung Nam Hải rõ ràng đã xảy ra một số sự việc không được công chúng biết đến. Thưa quý vị, mục tin chuyên đề của Đại Kỳ Nguyên xin được tạm dừng tại đây. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những phân tích và bình luận mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại.